Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cụm di tích quốc gia đền Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên bị mất cắp cổ vật. Ngày hội gói bánh chưng xanh ấm tình Tết Việt tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện thành công kỹ thuật nút mạch phế quản cho bệnh nhân bị ho máu cấp tính. Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình quan tâm xây dựng vườn thuốc nam. Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phát hiện một cơ sở sản xuất muối ớt làm giả nhãn hiệu Asicook Việt Nam. Bắc Ninh tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở giết mổ, sơ chế gia súc gia cầm. Quý vị và các bạn thân mến, dịp Tết cận kề là thời điểm nhu cầu thực phẩm từ gia súc gia cầm tăng nhanh. Nhất là trong thời điểm hiện tại, Bắc Ninh đang là một trong những tỉnh xuất hiện dịch lở mồm long móng. Vì vậy, các cơ quan chức năng đang tích cực đẩy mạnh hoạt động kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở giết mổ, sơ chế gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, sơ chế gia súc gia cầm, Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh thường xuyên bố trí lực lượng cơ động tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 974 cơ sở giết mổ, sơ chế chế biến gia súc gia cầm. Tuy nhiên đến nay chỉ có 132 cơ sở, trong đó có 14 cơ sở giết mổ được cấp chứng nhận vệ sinh thú y. Đây là khó khăn lớn của tỉnh cho công tác quản lý. Cái phần mà kiểm soát được thì còn rất là nhỏ so với cái phần mà chúng tôi chưa kiểm soát được. Lý do để mà kiểm soát cái việc đó là hiện nay thì cái chăn nuôi rất là nhỏ lẻ và cái thói quen khi mà chăn nuôi xong giết mổ tại chỗ và tiêu thụ tại những cái thị trường chợ truyền thống thì còn rất lớn. Do vậy mà chúng tôi không có đủ điều kiện, không có đủ nhân lực để mà kiểm soát tất cả những cái cơ sở đó. Ngoài ra còn có những khó khăn là tình hình dịch bệnh hiện nay thì những cái lợn dịch và cái kiểm soát nội tỉnh chúng tôi cũng cần phải tăng cường người để mà kiểm soát những cái động vật và sản phẩm động vật từ tỉnh ngoài trên địa bàn tỉnh vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Để kiểm soát dịch bệnh an toàn, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn nguồn thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Có như vậy mới không tiếp tay cho các cơ sở chế biến nhỏ lẻ, không đủ tiêu chuẩn về vệ sinh thú y, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Đáp ứng nhu cầu của thị trường sử dụng lá song để gói bánh, nhất là gói bánh chưng vào dịp Tết Nguyên đán. Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã tăng diện tích trồng cây lá song cho hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng một số cây sau màu khác. Toàn xã có 10 mẫu trồng cây lá song, chủ yếu được trồng xen canh với các cây trồng khác. Các hộ cho biết lá song dễ trồng, dễ chăm sóc, không tốn nhiều công lao động, chi phí thấp. Do phù hợp với đồng đất, lá song được trồng tại địa phương, cho lá dày, to, mềm nên được thị trường các nơi như huyện Văn Giang, Thanh Hóa, Bắc Ninh về tận nơi thu mua. Trung bình một năm được thu hoạch 4 lứa, trong đó thu 3 lứa lá nhỏ và 1 lứa lá to. Thời điểm này, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Trừ chi phí một sào một năm cho thu lãi 5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng một số cây rau màu khác. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, đến nay một số diện tích khoai tây trồng sớm của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang bắt đầu thu hoạch với năng suất trung bình ước đạt 6 tạ một sào, cao hơn so với vụ đông năm 2017. Tuy điều kiện thời tiết đầu vụ khó khăn, song diện tích các mô hình liên kết nói riêng, diện tích khoai tây nói chung của huyện Nam Trực trong vụ đông năm nay sinh trưởng phát triển tốt nhờ chủ động nguồn nước và thực hiện tốt công tác chăm bón, phòng trừ sâu bệnh. Thực tế trong những năm qua, khoai tây vẫn là cây trồng chủ lực tại các vùng đồng màu của huyện Nam Trực, chiếm trên 70% tổng diện tích vụ đông. Đây là cây trồng truyền thống, phù hợp điều kiện thời tiết lạnh. Nông dân chủ động bảo quản được giống và tốn ít công chăm sóc so với các loại rau màu khác. Từ năm 2016 đến nay, cơ cấu giống khoai tây của huyện Nam Trực duy trì ổn định với hai giống chủ đạo được bà con nông dân sử dụng phổ biến là Solara và Maraben để thay thế cho những giống khoai tây cũ không còn phù hợp. Hiện khoảng 200 hectare khoai tây trồng sớm của huyện Nam Trực đang cho thu hoạch với năng suất trung bình ước đạt 6 tạ một sào. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất khép kín, các chuỗi cung ứng nông sản an toàn là những giải pháp cơ bản mà ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, an toàn.
Mô hình sản xuất khép kín tại Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ cây con đặc sản An Toàn ở Yên Hòa, huyện Yên Mô. Từ nguồn giống cá đến thức ăn đều được kiểm định một cách nghiêm ngặt. Đây là một trong những mô hình điển hình cho việc sản xuất nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh. Từ mô hình này đã đẩy mạnh việc hình thành và phát triển các hợp tác xã chuyên ngành theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa ở các địa phương khác. Đối với hợp tác xã cây con đặc sản An Toàn Yên Hòa thì nói về sản xuất sạch thì tất cả là có 54 thành viên. Thì nguyên các cái hộ nuôi trạch là có 27 hộ. Đối với cái con cá trạch như thế là rất an toàn. Còn đối với cái vùng trồng rau sạch của hợp tác xã, rau cần ấy, bây giờ rút ấy, thì hoàn toàn sử dụng không dùng phân nạm, không dùng thuốc hóa chất mà hoàn toàn dùng bằng tức là phân vi sinh. Mục tiêu của hợp tác xã ấy, là làm sao sản xuất ra đưa đến tay người tiêu dùng được, tức là sản phẩm của mình đưa ra được đảm bảo an toàn. Để có được những sản phẩm an toàn đến với người tiêu dùng, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm dưới nhiều hình thức. Đề án nông dân nói không với thực phẩm bẩn được triển khai tới tất cả các cơ sở hội. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 230 mô hình an toàn, thành lập gần 10 cửa hàng nông sản an toàn tại các huyện, thành phố, trao giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 2 hợp tác xã và 15 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Thì mình áp dụng những cái công nghệ cao vào trồng trọt như này thì cảm thấy là nó tận dụng được rất nhiều, khai thác được nhiều những cái hiệu quả kinh tế hơn. Cây có phát triển thì tương đối là đều. Ví dụ như bây giờ mình đang dùng cái hệ thống tưới tự động ấy, mình có thể kiểm soát được nhiệt độ, thậm chí là độ ẩm cả trong nhà lưới. Ví dụ như mình bật hệ thống tưới vào lúc nào và hợp lý và lượng tưới bao nhiêu là đủ, có nồng độ đo hết. Sản phẩm chúng tôi làm ra thì chủ yếu là các loại rau, củ quả cấp cho đến 2 trường mầm non và đến 3 điểm bán rau sạch tại Ninh Bình. Thì hầu như mọi người đều cảm thấy rất là hài lòng và tin tưởng vào sản phẩm của nhà mình. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm của người nông dân làm ra chưa có thị trường tiêu thụ. Chính vì vậy, để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp an toàn một cách bền vững, trước hết cần phải tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu và tìm đầu ra cho các sản phẩm an toàn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong việc chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng sớm ngày 23 tháng 1 năm 2019, người dân phát hiện tại cụm di tích lịch sử quốc gia Đình Làng Nghĩa Chế và Phủ Bà thuộc thôn Nghĩa Chế, xã Tị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều cổ vật. Đền Nghĩa Chế, xã Tị Chế, huyện Tiên Lữ được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1992. Đền thờ Ngô Quyền và hai con trai ông là Ngô Xương Hợp, Ngô Xương Văn cùng các tướng lĩnh của triều Ngô. Di tích lưu giữ rất nhiều cổ vật từ thời Hậu Lê. Do đền nằm phía đầu làng dân cư thưa thớt, mặt khác công tác an ninh bảo vệ chưa được coi trọng, nên đêm 23 tháng Giêng, kẻ gian đã cắt khóa cửa chính của đền, đột nhập vào bên trong để lấy trộm cáp. Sau khi người dân phát hiện mất trộm, đã báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để điều tra. Qua kiểm kê, kẻ trộm đột nhập đền Nghĩa Chế đã lấy đi 4 bộ ngai cổ thời Hậu Lê ở gian trung từ cùng toàn bộ số tiền khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng trong hòm công đức năm 2018. Những cái cổ ngai thờ của Đức Vương Ngô Quyền, tức là Tam Vị Đại Vương, mà thì rất là quý. Những cái cổ ngai này nhân dân chúng tôi hàng năm là đều gìn giữ bảo quản và lau chùi sửa chữa, và những ngày mà lễ hội truyền thống của quê phương là chúng tôi phát huy hết cả cái khả năng của nhân dân ra để chiêm ngưỡng. Ngoài ra, kẻ trộm còn đột nhập Phủ Bà cách đền Nghĩa Chế 200m, tiếp tục lấy thêm một cỗ ngai cổ cũng thời Hậu Lê và hai nậm đựng rượu cổ rất có giá trị. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. Mới đây tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã diễn ra ngày hội gói bánh chưng xanh ấm tình Tết Việt. Chương trình do đội thanh niên tình nguyện huyện Lý Nhân phối hợp với đoàn xã Nguyên Lý tổ chức ngày hội gói bánh chưng xanh ấm tình Tết Việt. 420 chiếc bánh chưng đã được gói tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 140 suất quà Tết trị giá hơn 70 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Thưa quý vị và các bạn, từ ngẫu nhiên rồi dần dần trở thành niềm đam mê. Giờ đây, việc thiện nguyện trở thành công việc không thể thiếu của một người cán bộ đoàn đang công tác tại công ty truyền hình cáp Hải Dương.
người gom những yêu thương để chia sẻ yêu thương. Anh Trương Hoàng Giang, Phó Bí thư đoàn VTV Cup Hải Dương là người tham gia rất tích cực và nhiệt huyết trong các phong trào xã hội, từ thiện trong và ngoài tỉnh. Cái lòng đam mê của tôi được xuất phát từ cái việc được học hỏi về Phật Pháp, thực sự là hiểu về Phật Pháp và được nhìn với những cái tấm gương sáng như chú Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam là đã dùng những bữa cơm có thịt cho trẻ em vùng cao, cùng với như là giáo sư Ngô Bảo Châu là xây trường ở vùng cao, thì bằng cái lòng đam mê và cũng như cái nhiệm vụ của tôi được phụ trách cái mảng công tác đoàn, nên đã kết hợp với các đoàn khối, các cơ quan cũng như là thành đoàn, rồi là tỉnh đoàn, vừa rồi là đi thiện nguyện một số nơi. Từ nguồn kinh phí vận động được từ các nhà hảo tâm, các tổ chức tình nguyện, anh chia sẻ và trao gửi yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Đó là những đợt tình nguyện lên vùng cao để trao áo ấm cho học sinh vùng cao, trao tủ sách thiếu nhi cho trường tiểu học tại tỉnh Lào Cai, trao tiền góp sức xây cây cầu Hải Dương 1 tại Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Cùng thành đoàn Hải Dương lên vùng cao xây phòng học và tổ chức làm nền lớp học, sửa sang và kéo điện đến các phòng học cho trường mẫu giáo và tiểu học, tổ chức những bữa cơm có thịt cho các em nhỏ vùng cao Tây Bắc. Trong quá trình hoạt động đoàn thì anh Trương Hoàng Giang luôn thể hiện là người gương mẫu và đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào tình nguyện. Và với các phong trào tình nguyện từ các cấp thì anh Trương Hoàng Giang tham gia cũng rất tích cực. Và nhất là trong cái đợt năm 2018 vừa qua thì chúng tôi có phát động một cái chương trình đông ấm vùng cao. Với uy tín của cá nhân thì anh đã vận động một số tổ chức cá nhân tham gia vào góp cờ tiền để xây cầu dân sinh tại Yên Bái. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là anh em cán bộ đoàn cơ sở, nếu ai cũng có cái tinh thần tình nguyện, có uy tín của cá nhân như anh Giang thì tôi nghĩ phong trào tình nguyện của Hải Dương sẽ lên rất cao. Và ngoài ra thì sẽ giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần, về ý thức tình nguyện, ý thức trách nhiệm của mình với cộng đồng. Thì tôi nguyện sẽ làm những cái cầu nối để nối những cái nhà hảo tâm cũng như mạnh thường quân tới những mảnh đời là kém và bất hạnh. Nguyện là cầu nối gắn kết các nhà hảo tâm với những mảnh đời còn khó khăn và kém may mắn khắp nơi để nỗi buồn được vơi đi, niềm vui được lan tỏa. Đó là mong ước, là hạnh phúc của những người làm tình nguyện như anh Giang. Anh quan niệm, khi cho đi là còn mãi những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc từ những người anh gặp và giúp đỡ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vừa thực hiện thành công kỹ thuật nút mạch phế quản cho bệnh nhân ho máu cấp tính. Đây là ca nút mạch đầu tiên tại Thái Bình, đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành một trong số ít những bệnh viện ở miền Bắc thực hiện được kỹ thuật này. Với biểu hiện ho dữ dội, ra rất nhiều máu, bệnh nhân Phạm Xuân Hoành, 70 tuổi ở thành phố Thái Bình, được các bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tiên lượng bị ho máu cấp tính do giãn động mạch phế quản, hay còn gọi là ho máu sét đánh. Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành nút giãn động mạch phế quản phối dưới máy số hóa xóa nền, cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Nếu như trước kia, những trường hợp như ông Phạm Xuân Hoành đều phải chuyển lên tuyến trên, nhưng đa phần không qua khỏi trước hoặc khi trên đường vận chuyển, thì nay, kỹ thuật hiện đại thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang mang đến cơ hội sống cho ngày càng nhiều người bệnh. Nhằm tạo hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, các trạm y tế trên địa bàn huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đã quan tâm xây dựng vườn thuốc nam. Vườn cây thuốc nam tại trạm y tế thị trấn Me có đầy đủ số lượng và chủng loại cây theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Các nhóm thuốc được trồng riêng, có bảng ghi tên khoa học, tên thường gọi và công dụng chữa bệnh để người dân dễ hiểu và dễ sử dụng. Thông qua hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày, cán bộ y bác sĩ đã hướng dẫn cho người dân biết tác dụng của từng loại cây trong phòng bệnh chữa bệnh, đồng thời khuyến khích mang về trồng tại gia đình để sử dụng khi cần thiết. Ở trong vườn thuốc nam thì đã có 8 chủng loại để phòng chữa bệnh kết hợp với cả y học cổ truyền và y học hiện đại. Thì chúng tôi thường lồng ghép vào các cái buổi tiêm chủng. Thì chúng tôi có tư vấn cho các bà mẹ là sử dụng những cái loại thuốc cho đúng chủng loại và an toàn cho các tùy từng độ tuổi của trẻ. Và có khi là chúng tôi cho người dân là về để trồng trên vườn của nhà mình để điều trị. Được sự tư vấn của các y bác sĩ, sử dụng các cây thuốc nam rất là hiệu quả. Và trong vườn nhà tôi thì tôi cũng đã trồng một số những cây để chữa bệnh cho người già và trẻ nhỏ. Thì ví dụ như là đau xương, đau khớp, trẻ em bé bị tiêu chảy thì tôi đã sử dụng và tôi cảm thấy rất là hiệu quả và an toàn, đỡ phải sử dụng các loại thuốc kháng sinh.
Tại trạm y tế xã Gia Phú, do mới được xây dựng lại nên vườn cây thuốc nam đang trong quá trình trồng chăm sóc. Để thông tin đến người dân về những hiệu quả, tác dụng của cây thuốc nam, trạm đã in bộ tranh ảnh các loại cây thuốc cụ thể với khổ lớn, có chú thích rõ ràng, treo ở hội trường, thuận tiện cho việc tìm hiểu của nhân dân khi đến khám và điều trị. Trong năm qua thì lượt bệnh nhân đến với trạm y tế thì chúng tôi cũng thực hiện được khoảng 35% bệnh nhân đến trạm là được điều trị bằng giữa đông y với tây y kết hợp thì là rất hiệu quả. Trong tổng số 21 trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện thì đến nay đã có 15 đơn vị xây dựng được vườn thuốc nam mẫu theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Các đơn vị còn lại sử dụng bộ tranh để giới thiệu về cây thuốc nam. Tăng cường cái kết hợp giữa điều trị, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền với y học hiện đại. Chính vì vậy hiện nay ở khối các trạm y tế thì đã áp dụng được khoảng hơn 30% là các cái đợt khám mà có cái phối hợp giữa cái thuốc y học cổ truyền và hiện đại. Việc sử dụng hiệu quả vườn cây thuốc nam đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, giúp hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh, nhất là đối với các bệnh thông thường. Đồng thời góp phần phát huy hiệu quả các bài thuốc cổ truyền, bảo tồn các giống cây thuốc quý để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đội Quản lý Thị trường Cơ động số 6 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hải Dương vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lộc và chủ sở hữu quyền nhãn hiệu công ty Ascook Việt Nam tổ chức kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất muối ớt chua cay làm giả nhãn hiệu của Ascook Việt Nam. Cơ sở sản xuất muối ớt chua cay Đức Hải tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc đã thực hiện gia công đóng gói, đóng hộp sản phẩm muối ớt chua cay có dấu hiệu xâm phạm quyền, nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ quyền nhãn hiệu của công ty Ascook Việt Nam. Kết quả kiểm tra tại cơ sở phát hiện gần 16.000 hộp gói muối ớt chua cay các loại trị giá gần 50 triệu đồng và 16.000 vỏ túi bao bì đã gắn nhãn chứa đựng yếu tố vi phạm. Đội Quản lý Thị trường Cơ động số 6, Cục Quản lý Thị trường Hải Dương tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bao bì nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tổ chức bóc gỡ tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, hỗ trợ tài chính trên địa bàn phường. Theo đó, Công an phường Lam Hạ đã cung cấp cho nhân dân thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cũng như cách thức phòng chống liên quan đến hoạt động tín dụng đen để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lợi dụng, dẫn đến việc vay lãi suất cao, phải thế chấp tài sản hoặc bị siết nợ, đòi nợ, gây ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức bóc gỡ hơn 100 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, hỗ trợ tài chính trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, nhưng ngay tại thời điểm này thì tình trạng buôn lậu thực phẩm không có giấy tờ hợp lệ đang diễn ra. Nguy hiểm hơn, sản phẩm động vật đã chết nhưng lại được phù phép thành những sản phẩm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Những con lợn chết vì dịch lở mồm long móng, thâm đen, bốc mùi hôi thối. Thay vì đem chôn lấp, tiêu hủy, thì lại được một số gian thương ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thu gom về. Sau khi tẩm ướp đủ loại gia vị, lợn chết được phù phép thành thịt lợn gác bếp, thịt trâu hun khói. Thơm ngon, phục vụ người tiêu dùng ăn Tết. Với giá bán từ 400 đến 700 nghìn đồng 1 kg, mặt hàng này có lãi hơn bất kể mặt hàng nào trên thị trường. Trong một thời gian, rất nhiều người trong số chúng ta đã trở thành nạn nhân khi sử dụng những sản phẩm động vật đã chết được chế biến thành những thịt lợn hun khói hay là trâu gác bếp. Và ngay trên địa bàn tỉnh mới đây thôi, rất nhiều gian thương đã lợi dụng những kẽ hở để vận chuyển những sản phẩm động vật thực vật không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh. Ngày 7 tháng 1 năm 2019, tại địa bàn xã Vũ Lễ, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, lực lượng chức năng đã bắt giữ vụ vận chuyển lợn chết, bao gồm 6 con lợn đã qua sơ chế bốc mùi hôi thối. Chỉ cần một chút sơ hở của ngành chức năng, nó sẽ được vận chuyển chót lọt vào địa bàn tỉnh tiêu thụ. Sẽ khó để biết số thực phẩm này được chế biến thành những món ăn gì để phục vụ khách hàng. Đối tượng Lương Văn Chiến, sinh năm 1988, trú tại xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, khai nhận vận chuyển thuê số thịt lợn trên cho Đỗ Văn Long, sinh năm 1975, trú tại xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, từ các lò mổ gia súc tại tỉnh Hà Nam về Thái Bình tiêu thụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.